với kỳ vọng sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ cho các ngành hàng xuất khẩu bứt phá về đơn hàng, doanh thu và thị trường. Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2024 quy tụ 450 gian hàng của khoảng 400 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của Việt Nam, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế. Ngoài những thị trường truyền thống thì chúng tôi đang hướng với là tới thị trường ở Ấn Độ như là thị trường Dubai tại hội chợ ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng mong muốn là tìm thêm những nhà tiêu thụ ở nội địa như là những hệ thống siêu thị. Tại vì hiện nay là VinaIT chúng tôi là cũng đang có xu hướng là chúng tôi sẽ quay lại cái thị trường nội địa và giúp cho VinaIT tạo được cái vùng nguyên liệu nó sẽ chất lượng hơn, bảo đảm tốt cái nguồn cung cho thị trường xuất khẩu như thị trường nội địa. Tham gia là cái hội chợ lần này thì bên Midmore chúng tôi cũng mong muốn được rằng là có cái cơ hội để tiếp cận với các đối tác ở nước ngoài. Chúng tôi muốn giới thiệu đến đối tác nước ngoài những cái sản phẩm là cà phê nông sản của Việt Nam chúng ta. Hội chợ diễn ra từ nay đến 11 tháng 5 với hàng loạt hoạt động kết nối được tổ chức xuyên suốt thông qua phiên kết nối, giao thương với đại diện lãnh đạo, phòng thu mua từ các chuỗi siêu thị đa quốc gia như Central Retail, MM Mega Market hay sàn thương mại điện tử Amazon, Alibaba, v.v. Đồng thời, đoàn nhà mua hàng từ Nga, Ấn Độ cũng trực tiếp tham gia gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam.